Hello anh em nhá, rồi tôi hơi bận nên là không thể ra video được. Nhưng mà bây giờ ấy, tôi sẽ chăm chỉ up video nhiều hơn trên kênh Tapelu. Chúc anh em có những phút giây vui vẻ và thú vị ở trên kênh Tapelu Channel nhá. Chào anh em. Anh Bảnh ơi, chỉ cần cắt tóc giống anh là giống giang hồ hả anh? Không phải đâu, không phải là biết chơi.